Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận, một tỉnh Nam Trung Bộ đang có những chuyển động nhanh về kinh tế xã hội. Tiềm năng của Ninh Thuận đã bắt đầu được khai thác, phục vụ cho cuộc sống người dân. Xã Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận là xã miền núi anh hùng, căn cứ cách mạng trong kháng chiến. Tuy nhiên, điều mà Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đó là sau gần 40 năm giải phóng, người dân cần cù chăm chỉ, nhưng Phước Tiến vẫn là một xã có tỷ lệ hộ nghèo chiếm đến hơn 50%. Phương thức và quan hệ sản xuất lạc hậu, thu nhập bình quân chỉ đạt 5 triệu đồng một năm. Để thoát nghèo, phần lớn các kiến nghị của xã đều tập trung vào việc nâng cao định mức, hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia và nông thôn mới. Thảo luận cùng cán bộ nhân dân của xã về các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, theo Chủ tịch nước, Phước Tiến và huyện Bác Ái tuy có những thay đổi, đặc biệt là hệ thống thủy lợi do Trung ương đầu tư đã giúp hồi sinh thảm thực vật, nguồn nước tưới cho sản xuất. Nhưng để nguồn vốn hỗ trợ rót về có hiệu quả, điều quan trọng là phải tổ chức lại sản xuất, hợp thành các tổ nhóm, các hộ làm kinh tế khá, phải giúp các hộ nghèo. Đặc biệt là tỉnh và huyện cần giúp đỡ người dân lên phương án sản xuất để đón nhận nguồn vốn từ Trung ương. Có lẽ không cách nào khác hơn bắt đầu từ sản xuất. Mà cái cách thức là đi ra đồng ruộng xem mô hình, xem từng nhà, tham từng cánh đồng, người ta làm gì mà có hiệu quả nhất thì cố gắng nhân ra. Phương pháp là phương pháp gần nhất, dễ hiểu nhất thôi. Còn cái cao siêu hơn nữa là cấp huyện, cấp tỉnh, anh em ta sẽ tính. Người ta sẽ hàng ngày chỉ đạo các đồng chí. Chắc chắn huyện, tỉnh làm sao ta ngồi im được, ta nhìn ta sốt ruột lắm. Tôi đề lớn nhất đầu tiên cũng bắt đầu từ sản xuất. Vấn đề lớn nhất và có tính chất lâu dài đối với địa phương, theo Chủ tịch nước là sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, cùng với đó là triển khai công nghiệp chế biến phục vụ cho nông nghiệp. Chủ tịch nước cũng đã đến thăm dự án trồng cao su, một loại cây mới được đưa vào thí điểm của tỉnh Ninh Thuận. Cây cao su tại đây đang phát triển tốt, hứa hẹn nhiều triển vọng và đang được tiếp tục mở rộng diện tích. Ninh Thuận là nơi được lựa chọn đặt nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Chủ tịch nước đã đến thị sát địa điểm xây dựng và nghe báo cáo về quy trình chuẩn bị. Tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, nơi người dân sẽ nhường đất cho lợi ích quốc gia, Chủ tịch nước khẳng định vấn đề an toàn tuyệt đối được Đảng và Nhà nước xác định là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân. Đối với việc di rời, người dân phải có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ, đây cũng là quan điểm chỉ đạo của Trung ương. Tôi cũng xin bằng thì cũng không có gì mà phải bàn cả. Chắc là phải tổ chức cuộc sống nơi ăn chỗ ở, đặc biệt là điều kiện làm việc phải tốt hơn, phải khá hơn cái chỗ cũ. Để khi điện nó lên, cái kinh tế đất nước nó phát triển hơn nhiều so với hiện nay, thì các vùng, các miền khác khá hơn. Thì bà con ta vốn là cái nơi phải nhường mảnh đất mà như bà con của bác nói là của ông cha mình á, di dời chỗ khác, thì phải có cuộc sống khá hơn, khác hơn và khá hơn, tốt hơn cái chỗ mà chúng ta đã từng sinh sống. Nhiều nhà máy điện, rất nhiều nhà máy. Một vấn đề được Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm trong chuyến công tác đó là việc xây dựng nông thôn. Chủ tịch nước đã đến thăm cánh đồng lúa 3 vụ của xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước. Nhờ có liên kết với các đơn vị cung cấp giống, phân bón, thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, ba tăng, ba giảm và cơ giới hóa, nên năng suất lúa của xã Phước Hậu đạt 9 tấn một hecta một vụ. Dù không nằm trong chương trình thí điểm, nhưng Phước Hậu đang nỗ lực phấn đấu theo các tiêu chí nông thôn mới. Chủ tịch nước đánh giá cao sự năng động, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ xã và cho rằng đây là một mô hình cần học tập nhân rộng. Chủ tịch nước cũng lưu ý, trong phát triển nông thôn, cần phải đặc biệt chú trọng vai trò làm chủ thực sự của nhân dân. Làm việc với các cán bộ chủ chốt của tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch nước nhấn mạnh, nhìn tổng quát, Ninh Thuận có những thay đổi lớn, nhất là về diện mạo đô thị, môi trường và việc áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Qua thực tế khảo sát cho thấy, những thành tựu lớn hơn đang chờ đợi phía trước. Về nông nghiệp, tính hiện thực của các mô hình là khá rõ ràng, cần triển khai nhanh các đối tượng cây con đã xác định được tính ưu việt, đồng thời tiếp tục thúc đẩy các công trình công nghiệp chế biến nông sản, hóa chất. Ninh Thuận có nhiều tiềm năng về năng lượng, cần phải đưa vào khai thác như điện gió, mặt trời. Chủ tịch nước cũng cho rằng, hiện nay Ninh Thuận đang đi đúng hướng khi khai thác các lợi thế về biển như du lịch, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối công nghiệp. Nhà máy điện hạt nhân được xây dựng cũng là một lợi thế lớn về hạ tầng cơ sở mà Ninh Thuận cần tận dụng. Phân tích về bối cảnh kinh tế thế giới cũng như khu vực hiện nay, theo Chủ tịch nước, điều quan trọng nhất đối với Ninh Thuận nói riêng và đất nước nói chung là cần tranh thủ thời cơ. Trong buổi gặp mặt với các vị chức sắc tôn giáo của tỉnh Ninh Thuận, Chủ tịch nước khẳng định tôn trọng và tạo điều kiện hoạt động cho các tôn giáo là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Đóng góp của các tôn giáo vào khối đại đoàn kết toàn dân sẽ đem lại sức mạnh, chiến thắng đói nghèo, vươn lên giàu mạnh. Chủ tịch nước tin tưởng Ninh Thuận sẽ có bước phát triển xứng tầm với vị trí quan trọng của mình.
nay mà chúng ta xây dựng ngành nhà máy điện hạt nhân đó,